Xin kính chào bà con. Chào mừng bà con đã quay trở lại với trình họ của cơ sở Phú Điền Đồng Tháp. Thì hôm nay em tiếp tục đóng hộp giống để chuyển được khách nhận con. Vì giờ này là cũng tầm 7 giờ sáng. Thời tiết hôm nay thì rất là lạnh, nhưng mà khá là lạnh rồi, sáng em chạy xe mà nó lạnh. Thì đây là ốc bên em đã tuyển trước ngày hôm qua. Thì sáng nay thì em tới để bán hàng thôi. Nó đang ở thiền này. Ốc rất là đẹp. Thì để em bắt lên trên phòng xem. Đấy, con thấy không? Ốc bóng, cái kiểu bóng, sáng. Thì ở cái tầm này thì bà con rất thích hợp cho bà con nuôi để đẻ. Để tạo con ốc đẻ, chúng ta sẽ nuôi trứng và tạo ra cái giống từ đằng sau để chúng ta nuôi thành phẩm. Thì ốc này thì có kích thước từ hút cho tới miếng cỏ. Thì rất là đẹp, những cái nguồn nước ở cái ao sen thì nuôi con ốc nó phát triển rất là tốt. Thì sắp tới đây thì em sẽ chuyển toàn bộ cái phần ôm ốc giống và cái ao sen. Thì đây là cái một ký bên em đã kinh doanh một con nó rất là đẹp. Thì một ký thì mình sẽ tặng thêm cho bà con chim ra. Thì đây là cái thùng xốp nên đã chuẩn bị xong đây. Phía dưới thì em có để rất là nhiều lục bình để chăm sóc và dự ẩm cho con ốc. Thì đây là một ký thì mình sẽ để hết vào và chúng ta sẽ trải đều nữa rồi. Cái gì nó gạt khắp các cái mặt đấy. Thì vận chuyển con ốc này thì chúng ta sẽ vận chuyển bằng phương pháp giữ ẩm, thì không có để nước nha bà con, chỉ giữ ẩm thôi. Thì gãy lục bình với lục bình này sẽ giữ ẩm cho con ốc đấy. Thì ông anh này ở Trà Vinh thì mua em 2 ký. Thì đây chỉ là 1 ký thôi. Em sẽ sắp một cái lớp lục bình ở phía trên nữa để ngăn cách giữa 2 ký ra. Chúng ta cứ sắp thơ ra sẽ đánh chỉ đi xa thôi. Nên một con thấy con ốc rất là đẹp. Kích thước thì rất là đầm đều. Vì bên em đã tiễn trước khi trang sức cho bà con nên bà con cứ an tâm mà nuôi. Hay. Ốc khá là đẹp. Lục bình thì nó chống sốc và nó giữ ẩm rất là tốt cho con ốc. Thì thường thì em sẽ lót lục bình. Hay, còn thế nào? Rồi, và đây là ký thứ hai nha bà con. Thì em vẫn tiếp tục tặng thêm chị hào cho bà con 100 gram. Đây. Con ốc quá tuyệt vời. Thì em đã lót một cái lớp lục bình ở phía trên con ốc, những ốc hồi nãy kia trước đó. Thì em để tiếp tục để cái thứ hai lên. Chúng ta vẫn tiếp tục trái điều vậy thôi. Trái điều cũng trái điều con ốc ra cho nó nằm khắp cái mặt luôn. Thì để vận chuyển đi xa thì khi mà chúng ta đóng như thế này thì chúng ta có thể chuyển được tầm hơn 24 tiếng. Thì sắp tới đây bên em sẽ vận chuyển bằng cái phương pháp khí. Chúng ta sẽ sử dụng khí để giống như chúng ta vận chuyển cá đấy,
đóng kín thùng, chúng ta sẽ gửi các cái phương tiện các công ty vận chuyển ấy. Mình sẽ chuyển được rất là nhanh, cũng như chuyển được các cái tỉnh khắp cả nước. Thì bên em đã thử nghiệm rồi, mình sẽ tới mà chuyển bằng cái phương pháp đấy, nó sẽ chuyển được lâu hơn và đi xa hơn. Đấy, giờ thì em sẽ để thêm cái lớp lục bình ở phía trên nữa, mục đích là cũng để giữ ẩm và chăm sóc con ốc. Trong quá trình vận chuyển thì con ốc nó sốc thì nó sẽ ảnh hưởng tới hao hụt, vậy chúng ta cần phải kỹ không để con ốc nó bị sốc. Thì chuyển con ốc nó nhỏ thì nó sẽ ít sốc hơn con ốc nó lớn. Vì vậy em rất là hạn chế vận chuyển các loại ốc mà bố mẹ để đi xa. Nếu mà dành thì em mới vận chuyển và chuyển rất là kỹ để đảm bảo bà con về có thể nuôi được chuyển. Thì cái thùng xốp này có kích thước là 20, 30 và cao 20. Vậy là chuyển 2kg thì vô tư. Thùng này cũng kích thước khi đổi xe thì cũng không có quá cồng kềnh, chuyển rất là gọn. Thì đây là cái thông tin mà bên em đã chuẩn bị xong đây. Thì cái nắp thùng thì bên em sẽ đục lỗ để cho không khí nó vào bên trong thùng. Thì vận chuyển thì chúng ta phải cần không khí trong góc, không phải đóng kính rồi không. Thì sắp tới thì bên em sẽ sử dụng cái phương pháp là bơm khí vào cái bọc để vận chuyển ấy, nó sẽ đóng kính luôn. Như vậy thì sẽ gửi được các cái phương tiện vận tải như là tại Sài Gòn, Phú Châu, chuyển đi khắp các tỉnh thành ở khu vực miền Nam cũng như ra ở miền Trung. Thì em sẽ dán thêm một cái lớp băng keo và dán kính luôn, kính không cho để kính một lớp băng keo ở phía trên mặt cũng như bao quanh cái xốp. Vì đây là em đã dán xong băng keo rồi không? Khá là kính và chắc chắn. Như vậy thì chúng ta sẽ gửi xe rất là an toàn. Đây. Thì chúng ta đã tầm 9 giờ. 9 giờ thì em sẽ tiến hành đi gửi xe là đi Trà Vinh, là xe sẽ xuất bến lúc 30. Và tới Trà Vinh là tầm 4 giờ. Như vậy thì nhưng mà cũng tầm tầm sau 9 giờ tới 4 giờ chiều, khá là lâu đấy. Thì bên tôi đây mẹ em cũng đóng cũng đi xa làm 4 tiếng mà nhưng mà thôi, thì em cũng xin đi ở đây để em đi chuyển đó. Rồi em xin chào bà con, rồi bà con có khác đi xem. Xin chào và hẹn gặp lại.